mới của anh Hùng chuyển sang qua bên Tân Tập. Ở đây là gần chợ Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Đường mà ở đường hướng đi xuống cảng Long An á. Đánh xa tuốt rồi đó. Đây là mình đang đứng trên cầu. Cầu này là cầu Ông Kiệt. Mà mấy ảnh đánh xa tuốt ngoài kia lần. Để mình tìm đường mình xuống rồi. Để xuống hướng này quá. Đi dọc ngang qua cái bờ này. Đâm thẳng ra đây đến đây. Đi thẳng ra đây là tới rồi. Cũng có xuồng chèo ra nữa mà mình không biết đi. Mình không biết chèo xuồng. Đi đường vòng. Đường ra không ta? Có. Tre này, tre đằng ngà nè. Nguyên lùm luôn. Nó vàng. Nay chưa khó ha. Nay chưa khó ha. Bữa nay chưa khó ha. Khó chui quá. Đi xuồng qua hay gì á? Qua không lên mặt đập coi. Đập nào? Quấn mặt đập có trăm mấy chục ký bốn kia hôm qua. Mặt đập ở Cần Đước hả? Không có, mặt đập ở. Hay đầu cùng á, ngay cái miếu đập đó anh em mình gặp lại đó. Cái nào ta? Ngay cống Hiếu á, có cái mặt đập à, nữa. À. Qua đẩy cái đó một cái. Đập ở hổm mình đi ngang gặp á hả? Ừ. Đánh cái đó bữa đó đánh đâu có đâu. Đâu có. Anh lưu vô cái đập luôn hả? Vô cái đập á. Bữa đó quýnh cái không có thùng chảo. Dữ hả? Chảo bằng cái gì cá bự không? Bự không thì có. Chút chổng thì bự không, có bự không cả. 6 thùng bự không. Giờ này chắc 1 giờ hết á, 1 giờ quá. 1 giờ. Ừ, bữa nay như xả lưới hơi trễ hay sao? Nó đánh xong đi xuồng về. Rồi còn xíu nữa là xong rồi. Đâu có rau đâu. Giờ rút lên là kéo vô là bắt ha. Tấn mệt rồi anh Tấn hả? Ngồi thở dữ vậy? Ngồi trầm tư suy nghĩ. Đang suy nghĩ mấy mấy bây giờ tối hay sáng. Đang suy nghĩ về Ukraine. Anh Tấn nó ước qua được Ukraine lụm đồng về bán cho trai. Vỏ đạn nhiều quá. Giờ qua đó là lụm vỏ đạn ngon hơn á. Chứ sao? Bán một ngày nó bắn biết bao nhiêu viên đạn rồi. Anh Hên lụm được chiếc bơm chưa cưa nữa, trời ơi êm luôn. Nó nổ chết luôn á.
đục ra ra. Biển này bàn tay à. Cô không trẻ ra trời. Ôi. Đó. Bự nè. Trẻ rồi mày. Cá rô biển này nó đeo dữ lắm. Đi đâu đi đâu? Gần xong rồi chú ơi. Về ba đám cỏ nữa là xong rồi. Bữa nay chắc cá cũng không rộ quá. Đủ xài. Chú tính không dục lên cái đồ biển nằm đây để đóng luôn. Má thật không xanh ở trên bờ đó. Đóng cái quần nằm là nó kẹt mấy con. Trời ơi, cả đóng luôn nội ơi. Dục cái gì vậy Tướng? Thật không xanh trên bờ đó mẹ không biết. Wow.
giật mấy con cá rồi chứ. Trời ơi, cá rô biển gần như kiến. Gần 2 giờ rồi. Hai bao hơi trễ ạ. Rồi tranh thủ chú Vũ ơi. Khúc này là hấp dẫn nhất nè, đó. Lóc bỏ lẻ. Ủa như đây là quá nhiều rồi đó. Đỡ hơn gần nước hả mà. Ừ. Đánh cá thì có bữa thất bữa trúng chứ. Cái gì bữa khác thì cũng khá chứ. Ôi, cái con đó bự à. Qua quýnh mình là không? Trời ơi. Con đó cỡ ký mấy chú Vũ? Cỡ ký 2 chứ. Đây rô biển bự. Cô biển á kìa. Bây giờ còn sót là toàn cá rô biển không, bắt cá phi hết rồi. Đầu hết bảo gì? Còn dưới đầu tôm càng á. Cũng được chứ đâu có tệ đâu chú Vũ. Thì hai nói tệ đâu. Than quá. Thank you.
cái này nó gãy tùm lum. Đi nhỏ nhỏ thì lát về ngồi mần với người ta đó nha. Chứ đang mần mà bỏ đi là không được luôn rồi. Nhỏ nhỏ người ta đóng rồi về không mần. Cái thùng nó bỏ qua một bên đi. Bỏ đâu nè? Bỏ lại mới hai cánh dưới làm sao bỏ? Wow, trời ơi. Cá cũng có nè, cá là lắc chết rồi. Cái rô biển này mình bán giá bằng cá rô đồng thôi anh Hùng. Không, nó bự 60. Nhỏ nhỏ 30 hả? 40. Rô đồng 80 không? Lượng 100. Ui, nặng quá hả? Được 4 thùng không Vũ? Hả? Thế được 4 thùng không? Chú Vũ giờ đang kéo hai cái the đó về bên chân cầu bên kia mình xỏ cá ra. Có hai người mà muốn chìm luôn rồi, thêm hai người nữa khỏi đi luôn. Nặng lắm. 4 bầu lưới. Nặng dữ à. Xuồng nó muốn chìm xuồng luôn à. Anh Tứ ngồi rung không, không dám nhúc nhích nữa.
không dám nhúc nhích nữa phải không? Hôm qua 2-4 mình nhảy trên cái gạo. Đâu đậu được 4 bao dữ vậy ta? Đâu đậu 4 bao dữ vậy? Chứ nhiều. Ít bao thôi, 2-3 bao được rồi. Hả? Hai cá phi. Hai cá phi. Đó nó im nó cái nó bự bao biết gì nào không. Đâu. Ê, trong cái to bụng cái kìa. Có vô biển thì bự qua. Bự hơn cái gì luôn. Trời ơi, đập vô cái đầu nó luôn. Nó đổ vô luôn. Vô. Rồi. Rô biển này cũng ngon mà. Ừ, có cá gì vàng vàng nó ra không luôn ha. Cá lai không, lai cá phi phải không? Cá đực hả? Con đó bự nhất đó. Cá đực hay gì vậy? Cá cái. Cá đực. Cá đực, cá đực đỏ quá. Đó, còn dưới nữa kìa. Cái này nè. Cá đực hơn cá vậy? Cái mẹ có hai vợ chồng ăn. Hai chồng quay. Ôi hai chồng ăn hai cá vậy? Cái thùng cá đồng lỏng lét kìa, sao không vô cái thùng cá đồng rồi. Này, hai cái thùng cái này còn trống nữa. Thùng đen còn trống quần vừa. Có ba mấy bạn. Đâu kia không có đâu chị ơi. Còn có đồ biển không à. Nói về anh Hùng ơi. Ủa gặp lại nha.